Thưa quý vị, nhiều nước tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc đã lâm vào cảnh tham nhũng nợ nần. Những công trình cơ sở hạ tầng với đầu tư và xây dựng của Trung Quốc đã bị nứt vỡ, khiến giới chuyên gia lo ngại cho rằng không có bữa trưa nào miễn phí. Câu hỏi đặt ra là các nước tham gia BRI nên tự hỏi, liệu công dân của họ có được lợi ích gì từ hợp tác đôi bên cùng có lợi với Trung Quốc hay không? nhiều thập niên kể từ khi được đề xuất lần đầu tiên, sáng kiến vành đai và con đường BRI cũng như thế giới xung quanh nó đã thay đổi sâu sắc. Các nhà phân tích đánh giá rằng sự lạc quan và tham vọng đối với BRI đã được thay thế bằng những thất hứa, những con đập bị nứt vỡ và những kho bạc nhà nước lâm vào cảnh lao đao. Vào tháng 10 vừa qua, Trung Quốc đã kỷ niệm 10 năm sáng kiến vành đai và con đường. Chủ tịch Tập Cận Bình đã triệu tập diễn đàn BRI lần thứ ba quy tụ các nhà lãnh đạo tới Bắc Kinh họp mặt. Danh sách khách mời dài bao gồm tổng thống Nga Vladimir Putin và Taliban. Được giới thiệu như là một phương tiện tài trợ cho cơ sở hạ tầng và kết nối cần thiết, BAI đã áp đặt một dự luật bất thường đối với các quốc gia đã đăng ký tham gia. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố tại diễn đàn BRICS lần thứ nhất rằng, sáng kiến này sẽ thiết lập một hệ thống bảo vệ tài chính ổn định và bền vững, giúp kiểm soát rủi ro Thay vào đó, điều ngược lại đã xảy ra. Nợ công cực lớn khiến các quốc gia vốn đã nghèo rơi vào tình trạng phá sản. Không giống như những người cho vay phương Tây thường cung cấp viện trợ trực tiếp hoặc các khoản vay có trợ cấp, Trung Quốc đã cho các quốc gia thiếu tiền mặt vay 1.000 tỷ đô la Mỹ với lãi suất thương mại. Nhiều khoản nợ bí mật hơn có thể bị che giấu. Vì một nghiên cứu năm 2021 cho thấy, có tới một nửa số khoản vay BRI không được ghi sổ và bị loại khỏi số liệu thống kê chính thức. Giới phân tích cho rằng, khi nhìn kỹ vào những khoản nợ, nó có thể hiện rõ BRI tác động lớn như thế nào đối với các quốc gia như Zambia và Sri Lanka. Hai quốc gia này đã rơi vào tình trạng phá sản và vỡ nợ. Đặc biệt, trải nghiệm của Sri Lanka về sáng kiến Vành đai Con đường thường được nêu bật như một ví dụ về mặt tối của kế hoạch này của Trung Quốc. Argentina Ethiopia, Kenya, Malaysia, Montenegro, Pakistan và Tanzania nếu đang phải đối mặt với tỷ lệ nợ trên GDP cực cao, buộc phải đưa các quyết định tê liệt để trả nợ. Kể từ năm 2010, nợ công ở khu vực châu Phi cận Sahara đã tăng gấp 3 lần, chủ yếu do các khoản vay của Trung Quốc. 60% các quốc gia BRI đang lâm vào cảnh nợ nần tăng 1.200% kể từ năm 2010. Trong những năm gần đây, Trung Quốc cũng có thể đang mất một số tiền vì nước này cần tài trợ 240 tỷ đô la Mỹ cho các gói cứu trợ. Nhưng các gói cứu trợ này nhằm gia hạn khoản nợ thay vì xóa nợ. Gánh nặng nợ nần không bền vững đối với các quốc gia, thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước những báo cáo về cơ sở hạ tầng yếu kém và lãng phí. Ở Ecuador, một đập thủy điện khổng lồ trị giá 2,6 tỷ đô la Mỹ được xây dựng dưới chân một ngọn núi lửa đang hoạt động, có tới 17.000 vết nứt trong cấu trúc. Rủi ro này khiến con đập phải hoạt động ở mức công suất hạn chế và có nguy cơ hỏng hóc hoặc sụp đổ. Coca Codo Sinclair, con đập khổng lồ nằm trong rừng rậm do Trung Quốc tài trợ và xây dựng, được cho là nhằm thể hiện tham vọng to lớn của Ecuador, giải quyết nhu cầu năng lượng và giúp quốc gia Nam Mỹ nhỏ bé này thoát khỏi đói nghèo. Thay vào đó, con đập đắt giá được ví là công trình thủy điện tệ hại khi trở thành một phần của vụ bê bối quốc gia, nhấn chìm đất nước trong tình trạng thảm nhũng, nợ nần trồng chất và một tương lai gắn chặt với Trung Quốc. Gần như mọi quan chức hàng đầu của Ecuador liên quan đến việc xây dựng con đập đều bị bỏ tù hoặc bị kết án về tội hối lộ, trong đó bao gồm một cựu phó tổng thống một cựu bộ trưởng điện lực và thậm chí cả cựu quan chức chống tham nhũng giám sát dự án, người đã bị ghi hình nói về hối lộ của Trung Quốc. Sau đó là cái giá phải trả, khoản vay Trung Quốc khoảng 19 tỷ đô la Mỹ, không chỉ cho con đập coca cola Sinclair mà còn cho những cây cầu, những tuyến đường cao tốc, những công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế và nửa tá con đập khác mà chính phủ đang nỗ lực chi trả. Thế nhưng, việc Ecuador có đủ khả năng chi trả hay không không quan trọng, dù thế nào thì Trung Quốc cũng sẽ được trả tiền. Để giải quyết khoản nợ này, Trung Quốc sẽ giữ lại 80% mặt hàng xuất khẩu có giá trị nhất của Ecuador. Dầu mỏ, vì như hợp đồng được hoàn trả bằng dầu mỏ chứ không phải bằng đô la. Trên thực tế, Trung Quốc mua dầu mỏ với giá chiết khấu, sau đó bán để kiếm thêm lợi nhuận. Tương tự các con đập ở Uganda và Pakistan cũng đầy vết nứt cấu trúc. Ở Sri Lanka, những chú voi đi lang thang qua một sân bay quốc tế gần như trống rỗng, được xây dựng ở quận quê hương của cựu tổng thống nước này. Ở Zambia, đường cao tốc Mungu Kalabo khổng lồ nối liền Tây Zambia với Angola, chủ yếu là người đi bộ và đi xe đạp. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Trung Quốc đã không xây dựng phần lớn cơ sở hạ tầng đã hứa, xây dựng chưa tới 1 tỷ đô la Mỹ trong số 3 tỷ đô la Mỹ cơ sở hạ tầng đã thỏa thuận mà Trung Quốc đưa ra để đổi lấy việc khai thác các khoáng sản quan trọng có giá trị vào khoảng từ 10 tỷ đến 17 tỷ đô la và xuyên suốt tất cả là nạn tham nhũng do Trung Quốc gây ra. Tại Congo, các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã hối lộ 55 triệu đô la cho tổng thống Joseph Kabila và đoàn tùy tùng của ông ấy. Tại Ecuador, tổng thống Lenin Moreno và các quan chức khác nhận hối lộ 76 triệu đô la liên quan đến con đập có hàng nghìn vết nứt. Các quan chức Trung Quốc đã che đậy và tiếp tay cho vụ Thủ tướng Malaysia Najib Razak tham ô số tiền lên tới 1 tỷ đô la. Nhiều thứ nhưng không phải đôi bên cùng có lợi. Trung Quốc đã ca ngợi BRI là ví dụ điển hình về hợp tác win-win. Đôi bên cùng có lợi dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và tin tưởng lẫn nhau giữa các quốc gia khác nhau. Ông Tập giải thích cách tiếp cận của Trung Quốc theo Bre. Chúng tôi không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, hay xuất khẩu hệ thống xã hội và mô hình phát triển của riêng mình, hoặc áp đặt ý chí của mình lên người khác. Tuy nhiên, quan niệm của ông Tập về việc không can thiệp rõ ràng có một số cảnh báo, chưa kể đến lợi ích cho Bắc Kinh. Elen Dzhensky, giám đốc trung tâm sức mạnh kinh tế và tài chính tại quỹ bảo vệ các nền dân chủ FDD trong một bài phân tích về BRI đăng tải trên Giro News đã nêu những quan điểm như sau. BRI đã được chứng minh là hữu ích với vai trò là một đại lộ cho chiến dịch gây áp lực toàn cầu của chính quyền Bắc Kinh nhằm thúc đẩy các nước ủng hộ việc cô lập Đài Loan, khai triển hoạt động giám sát, thu thập thông tin tình báo phản dân chủ ở nước ngoài. Chưa kể đến việc sử dụng đe dọa quân sự để thực thi những hoạt động hàng hải gây tranh cãi ở Biển Đông và tận dụng các tài sản BAI dân sự ở nước ngoài để hỗ trợ cho quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc. BAI đã hỗ trợ và tiếp tay cho các nỗ lực toàn cầu nhằm làm suy yếu nền dân chủ, tấn công nhân quyền và tự do, sử dụng rộng rãi các thông tin tuyên truyền và thông tin sai lệch của Trung Quốc, cũng như đe dọa báo chí và truyền thông ở nước ngoài. Hơn nữa, BRI đã góp phần làm biến dạng các thể chế đa phương, can thiệp vào quá trình bầu cử của các nền dân chủ nước ngoài và cố gắng gây chia rẽ giữa các nền dân chủ toàn cầu. BRI có thể không cung cấp cơ sở hạ tầng chất lượng cao như đã hứa, nhưng chính quyền Bắc Kinh có rất nhiều lợi ích trong việc phá vỡ các quy tắc và chuẩn mực dân chủ. Ellen Dezensky nhắc lại câu ngạn ngữ, không có bữa trưa nào miễn phí khi nói về các khoản đầu tư từ BRI. Các nước tham gia BAI nên hỏi liệu công dân của họ có được lợi gì từ thỏa thuận đôi bên cùng có lợi hay không khi hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một bước ngoặt đáng ngạc nhiên, chính quyền Đức ý đã chỉ ra rằng, họ dự kiến sẽ rời bỏ BRI đầy rắc rối của Trung Quốc. Một lời nhắc nhở cấp cao rằng sáng kiến này đã không đạt được mục tiêu đề ra. Elen cho rằng, việc Rome dự kiến rời khỏi BRI có thể đánh dấu sự kết thúc cho những khát vọng lớn lao của châu Âu, của dự án. Đối với Rome, lời hứa tăng xuất khẩu sang Trung Quốc đã không đáp ứng được kỳ vọng. Năm 2013, ông Tập đã công bố BRI quy mô lớn với nhiều sự phô trương và tự chúc mừng. Bắc Kinh coi BRI là con đường tơ lụa mới nhằm củng cố mối liên hệ ngày càng tăng của Trung Quốc với các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin và cuối cùng là châu Âu. Về phần Trung Quốc, Việc thu hút được ý nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đồng tiền chung châu Âu, Eurozone tham gia BRI có thể coi là một thành công, mở cánh cửa để Bắc Kinh tiến sâu vào châu Âu. Tuy nhiên, những khát vọng cao độ đối với BRI đã sớm bị cản trở bởi các quyết định của chính phủ Trung Quốc, nhằm che đậy các thỏa thuận trong sự không rõ ràng, can thiệp vào chính trị địa phương và ưu tiên số lượng dự án hơn chất lượng. Không nơi nào có phản ứng rõ ràng về khả năng tiếp nhận đầu tư của Trung Quốc rõ hơn ở nước Ý. Vào năm 2019, đã trở thành quốc gia G7 duy nhất ký kết BAI trong bối cảnh có nhiều hy vọng thúc đẩy xuất khẩu của nước Ý. Trên thực tế, thâm hụt thương mại của Ý với Trung Quốc đã tăng lên kể từ năm 2019. Kể từ đó, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã gọi việc Ý tham gia BAI là một sai lầm lớn. Chính phủ Ý đã ký thỏa thuận BAI vào năm 2019 dưới thời thủ tướng Giuseppe Conte. Trong khi chính phủ Ý có khả năng duy trì mối quan hệ thương mại đáng kể với Trung Quốc, BAI lại mang đến rất ít lợi ích hữu hình cho nước Ý. Như bộ trưởng Quốc phòng Ý, Guido Crosetto đã nói, "Chúng tôi chỉ xuất khẩu một số cam, trong khi xuất khẩu của Trung Quốc sang Ý đã tăng hơn 50% kể từ khi thỏa thuận BAI được ký kết." Sự đảo ngược của chính quyền Ý phơi bày sai lầm rằng BRI có thể dẫn đến cán cân thương mại thuận lợi hơn với chính quyền Bắc Kinh. Giấc mơ lớn ở châu Âu đã kết thúc. Việc Ý rời khỏi BRI như dự kiến có thể đánh dấu sự kết thúc của những tham vọng lớn lao của dự án này ở châu Âu. Với rất nhiều nền kinh tế mới nổi, hiện đang phải gánh chịu mức nợ Trung Quốc cao. 60% nợ Trung Quốc được nắm giữ bởi các quốc gia đang gặp khó khăn về tài chính tăng 1.200% kể từ năm 2010 và cơ sở hạ tầng kém hiệu quả về mặt kinh tế không mang lại lợi nhuận tương xứng, tình cảm chống Trung Quốc đã gia tăng trên khắp Nam Bán Cầu. Chẳng hạn, khoảng 62% người Brazil và 56% người Ấn Độ có quan điểm không thiện cảm với Trung Quốc. Mặc dù Brazil và Ấn Độ là đồng minh cốt lõi của Trung Quốc trong liên minh BRICS, thay vì được coi là vị cứu tinh của châu Phi và trong mỹ latin trung quốc ngày càng được coi là một thế lực đế quốc theo đúng nghĩa của mình buộc các nước nghèo phải vặn vẹo tài chính để giải quyết gánh nặng nợ nần cao của họ đối với các nền kinh tế mạnh mẽ của châu âu sức hấp dẫn ban đầu của bri như một siêu xa lộ cho thương mại toàn cầu đã mờ nhạt thực tế bri đã bị coi là một công cụ vụng về để thuyết phục địa chính trị đã khiến các nhà lãnh đạo từ hy lạp đến cộng hòa Séc sợ hãi Liên minh châu Âu đã nói rõ ràng họ coi những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi có hệ thống trật tự quốc tế là một mối đe dọa đối với châu Âu. BRI sẽ không sớm đóng cửa, nhưng Trung Quốc đã giảm mạnh các khoản cho vay nước ngoài. Nhiều quốc gia khác nhau như Malaysia, Pakistan, Sierra Leone, Myanmar và Bangladesh đã cân nhắc lại việc hủy bỏ các dự án BRI quan trọng. Từ thời điểm này trở đi, Bai có thể sẽ hoạt động chủ yếu như là một phương tiện để các quốc gia mắc nợ và các nước trư hầu trong quỹ đạo của Trung Quốc tiếp cận nguồn tài chính lãi suất cao. Sự thiếu minh bạch trong quá trình thực hiện thỏa thuận Bai không phải là tác dụng phụ ngẫu nhiên mà là một đặc điểm có chủ ý được thiết kế để bảo vệ cả đảng cộng sản Trung Quốc và chính quyền địa phương khỏi bị chỉ trích. Như một cựu chủ tịch ngân hàng xuất nhập khẩu của Trung Quốc từng giải thích chúng tôi có câu nói, nếu nước quá trong, bạn sẽ không bắt được con cá nào. Khuấy đục dòng nước cho đến nay có vẻ tốn kém. Sự mờ ám hoạt động đúng như thiết kế, cho phép các chính phủ của các quốc gia sở tại đồng ý với những điều khoản quá đáng hoặc là đòi hối lộ mà không có bất kỳ sự giám sát hoặc nhận thức nào từ chính công dân của họ. Do đó, các cuộc đàm phán và thỏa thuận không rõ ràng đã trở thành vỏ bọc cho các khoản vay bất lợi, tham nhũng lớn và những dự án phù phiếm mang lại ít giá trị cho người dân hoặc nền kinh tế của chính đất nước họ. Bên cạnh đó, BRI còn được cho là có tác động lớn tới nền chính trị của các nước tham gia. Sự can thiệp bầu cử trong nước của Trung Quốc, chẳng hạn như chuyển các khoản thanh toán khoản vay BRI trực tiếp vào ngân hàng tái tranh cử của Tổng thống Sri Lanka, tham nhũng Mahinda Rajagasa là kết quả trực tiếp. Về luận điệu không can thiệp của Trung Quốc, một kế hoạch cung cấp các khoản vay không kèm ràng buộc nào, chống lại hầu hết các khoản vay từ các tổ chức cho vay phương Tây như Ngân hàng Thế giới hay IMF. Trung Quốc đã tránh các điều kiện đối với các khoản vay thường giải quyết rủi ro tham nhũng, gian lận hoặc không có khả năng trả nợ. Tâm lý không ràng buộc này đã chuyển thành một tình trạng tham nhũng không có gì phải bàn cãi. Trong đó, các quan chức Trung Quốc mong muốn đạt được các thỏa thuận sẵn sàng được hồi lộ và tiền lại quả vào túi các chế độ thân Trung Quốc. Cuối cùng, Trung Quốc sẵn sàng chốt các thỏa thuận và thúc đẩy BRI đến mức họ thường xuyên không tiến hành phân tích chi phí, lợi ích cơ bản hoặc bỏ qua phân tích khi thực hiện. Những lựa chọn hiệu quả hơn về mặt chi phí đã bị bỏ qua để nâng cao giá trị và uy tín của dự án. Ngay cả khi làm như vậy, có nghĩa là dự án không bao giờ hòa vốn. Thưa quý vị, Mục tin chuyên đề của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contact@dkn.tv. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị. Xin thân ái, chào tạm biệt.